Chỉ mất chưa đến 3 giây, hàng loạt ổ khóa Italia, loại khóa được cho là an toàn và có giá khá cao trên thị trường hiện nay, đã bị đối tượng này mở tung chỉ bằng một que sắt nhỏ. Những ổ khóa cũ khó mở hơn một chút thì cũng chỉ mất 5 giây. Mới nó nhạy hơn, anh cho trong vùng năm đấy hút cái chìa khóa nó bẩn, cái gì nó dính vào trong cái gì đang nó đi nó dễ. Với kỹ năng mở khóa siêu nhanh, chỉ trong vòng 5 tháng, hai đối tượng Khanh và Khoa đã gây ra 10 vụ trộm trên địa bàn quận Ba Đình. Chiếc bàn rộng hơn 4m2 chất đầy tang vật bị cơ quan chức năng thu giữ với tổng giá trị hơn 1,5 tỷ đồng. Từ điện thoại, máy tính cho đến các loại đồ nữ trang, đồ cổ, thậm chí cả túi xách phụ nữ cũng bị các đối tượng này lấy trộm. Không chỉ các đồ vật có giá trị, những ổ khóa sau khi bị phá cũng bị hai siêu trộm đem về cất giữ như một thú vui chiến tích. Thì là các đối tượng đã học cách mở rất là thành thạo. Ngoài ra, các đối tượng còn mua các loại ổ khóa khác để về nghiên cứu cách phá và để mở khóa. Đấy, để mục đích rằng là sẽ tiếp tục khi gặp nhà nào có ổ khóa nào sẽ thực hiện hành vi để phá được cái ổ khóa đấy. Thủ đoạn của các đối tượng này là bấm chuông nhiều lần các căn nhà trong tầm ngắm. Nếu không có người mở cửa, sẽ phá khóa và lấy trộm. Nằm sâu trong một con ngõ thuộc phường Ngọc Hà, gia đình anh Việt bị hai đối tượng này đột nhập khi cả nhà đi nghỉ mát. Sau khi phá khóa lấy hết đồ đạc có giá trị, hai siêu trộm còn ngang nhiên uống hết bia trong tủ lạnh rồi mới ung dung rời đi. Thì bây giờ sau cái vụ việc này thì bọn anh đang gia cố lại cửa này, thêm khóa, định bắt thêm camera. Nhưng mà thực ra là cũng hơi khó, vì thấy khóa nào nó cũng phá được, cũng chưa biết tìm cái loại khóa nào cho nó hợp lý để mình có thể yên tâm, chưa thấy có cái khóa nào. Số tài sản tăng vật tịch thu từ nhiều vụ trộm đã được bàn giao cho các gia đình bị hại. Tuy nhiên, với kỹ năng phá khóa nhanh như chớp của các đối tượng thì không có ổ khóa nào tốt hơn tinh thần cảnh giác, phòng ngừa tội phạm của người dân.